Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay cô Loan tổng kết thu chi nha quý vị. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem video clip ạ. Chào con, chào cô Loan ạ. Con chào cô chú anh chị mình quân trong nước và ngoài nước. Hôm nay con tính sổ cho cô chú anh chị mình quân trong nước ngoài nước biết con làm cái gì á, con nhận tiền chi, tiền thu. Rồi hôm nay con tính cho cô chú anh chị biết rõ hơn ha. Bây giờ cô đọc ha. Dạ. Ngày 21 tháng 11, nấu bún bò Huế 148 phần 3.620.000. Ngày 23 tháng 11, nấu bánh canh 80 phần là 1.530.000. Ngày 24 tháng 11, hủ tiếu giò heo 139 phần 3.860.000. Ngày 26 tháng 11, bún măng gà 142 phần 3.550.000. Ngày 30 tháng 11 nấu phở ở chùa đó, ở chùa Kỳ Quang đó, 135 phần có nước ngọt luôn đó là 4.070.000. Ngày 6 tây tháng 12 nấu ở chùa Long Hoa 120 phần là 2.790.000. Ngày 7 tháng 12 nấu chùa Bình An chay mặn có sữa là 2.900.000. Ngày 8 tháng 12 nấu xôi gà 78 phần 1.920.000. Ngày 12 tháng 12 nấu xôi gà chùa Long Hoa 130 phần 3.1 có nước ngọt. Ngày 14 tây tháng 12 nấu bún bò Huế ở làng Tre 240 phần 3.090.000. Cái trang này là con cộng lại là 30.043.000 là cái trang thứ nhất. Rồi bắt đầu trang thứ hai. Ngày 16 tây tháng 12 con nấu la ghi bò 108 phần 3.070.000. Ngày 19 tây tháng 12 con nấu hủ tiếu bò viên giò heo 105 phần 2.460.000. Ngày 26 tháng 12 nấu bánh canh gà thịt heo 240 phần ở làng Tre con 4.950.000. Con mướn xe 16 chỗ 1.800. Con có xin cô chú anh chị mình hùng quân trong nước và ngoài nước á, đặng mà lì xì cho cô bác mà làm công quả đó. Là mấy chục người ở trong làng Tre là con cho người 100.000 là 55.1, người 100 200 là 55.1. Rồi con nấu phở chay 140 phần là 2.400.000 là mình đi Tiền Giang đó con. 2.400.000 cộng tiền xe là 2.600.000 nữa. Thì tổng cộng cái trang mới của con, trang thứ hai á, là 22.380.000. 22.380.000. Ngày 30 tháng 11 á, con có cúng dường chùa Kỳ Quang 2 á là 30 thùng mì. Ngày 7 tháng 12 á là chùa Bình An 30 thùng. Ngày dưới kèm á là 20 thùng mì kèm cho quà chung với chú Quốc Việt á. Là 20 thùng. Ngày 14 tây tháng 12 á là chùa ở làng Tre ở ngay nhân tạo ở làng Tre là 30 thùng. Thì cũng có phần của cô quỹ đất á, là nhóm của cô quỹ đất á là có tài trợ cho cô là 400 kg gạo. Thì 400 kg gạo là cô cũng chia là bốn chùa nè, bốn chùa mình đi cúng dường đó. Rồi bắt đầu ngày 23 tháng 12 đi phát quà ở Bình Dương chùa Long Bổ 50 phần. Ở Bến Cát 50 phần phát là có phiếu của con phát sinh thêm 10 phiếu là 60, tổng cộng là 110 phần. Thì 110 phần này nè là bạn của con là chị Bích đó, cô Bích đó con. Là có phụ vô là 200 kg gạo với em Dung phụ vô 100 kg là 300 kg, là cô chỉ mua có 300 kg thôi. Là tổng cộng là 110 phần á, 110 phần á là ra 23.760.000. Mình cộng tiền xe 1.700.000 nữa là 25.460.000 ha. Là xong rồi cái phần này là ngày mấy tao lấy ngày à? Ngày 30 hả con, mùng 1 hả? Ngày 1 tháng 1. Ngày 1 tháng 1. Rồi mình đi bắt đầu. Còn một phần nữa là mình đi chích ra 5 triệu á con. 5 triệu để mà mình nhà cháy hả? Nhà cháy á, mình trích ra để mà mình giúp đỡ cô bác đó con. Là 5 triệu nữa. Thấy không? Dạ. Là tổng cộng á là cô con tính sổ á là tổng cộng tiền chi á, tiền chi con chi ra đó
là 86.600.000. Dạ. Rồi bây giờ con đọc cái tiền thu của Mạnh Thường Quân á. Giờ con đọc nè. Ngày 21 tháng 11 là chú $5 gửi 2 triệu. Ngày 26 tháng 11 chú $5 gửi 3.500.000. À, bác Quảng Đào gửi 500.000. Cô Nam Phương, cậu Hải Quỳnh ở Úc với cậu Lai Cang gì đó, yeah. Mili là 6.500.000. Yeah. Rồi 6.500.000. Cô Sư Cô ở Úc 5.000.000. Rồi bé cô bé và cô Kim ở Úc 2.500.000. Cô Hà ở Nam Cali 4.500.000. Yeah. Bé Mai ở Úc 5.000.000. Ngày 6 tháng 12. Ngày 17 tháng 12 anh Rally Đức Quỳnh 18.200.000. Yeah. 14 tháng 12 chú Năm chú Sinh Tố 5.000.000. Yeah. Chú $5 na 2.000.000. Ngày 16 tháng 12 cô Sư Cô, cô Kim Hải, cô Ly 30.000.000. Yeah. Ngày 19 tháng 12 nhóm cô Huệ Linh Vệ Đất là 28.000.000. Là bữa đó là đưa 33.000.000 trừ 5.000.000 tiền công quả là 28.000.000. Đúng rồi, 38, còn 28.000.000. Thì con kết sổ từ trên nè, con cộng từ trên xuống là nó được 101.552.000. Dạ. Thì cái tiền quỹ mà cái tháng mà ngày 18 tháng 11 á, cái tiền quỹ của con nó dư được 16.400.000. Thì con lấy con cái 16.400.000 con cộng với 101.552.000 thì nó ra được có 117.952.000. Thì cái tiền chi của con á, con nấu nướng với con đi phát quà rồi luôn á thì 86.600.000. Thì hôm nay con lấy cái tiền thu với cái tiền chi á, con trừ ra á, thì cái tiền quỹ á, hiện tại bây giờ á, là ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì dư ra được là 31.352.000. Thì hiện bây giờ là trong cái cuốn sổ của con là nó dư được 31.352.000. Thì con cũng thông báo cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước hiểu rõ hơn, là để con coi cái gì á, con giúp đỡ cho bà con khó khăn được á thì con làm tiếp. Thì hôm nay con cũng trình sổ, con cũng tính sổ sách cho cô chú anh chị trong nước ngoài nước biết rõ hơn đó. Dạ. Thì nhân dịp hôm nay cũng là ngày Tết tới Tây á, con cũng chúc cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc với gia đình, an khang thịnh vượng. Con xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Con dạ xin rồi, cảm ơn cô. Con xin chào cô chú anh chị. Dung ơi, bữa nay anh phát đặc xưởng cho chị em làm con quả ăn mà lấy thảo. Chị Dung bữa nay nấu cơm, anh nấu cơm đi cho người ta rồi sẵn mấy chị á. Dạ. Em giúp cho em bữa cô Dung ở Mỹ có tặng cho cô Loan 10 kg, cô Loan chia sớt bớt các cô chú làm con quả. Rồi chị ăn lấy thảo, cảm ơn chị Dung. Cảm ơn chị Dung. Cảm ơn chị Dung. Dạ con. Cảm ơn cô. Cô Yến, cảm ơn cô Yến, cô Yến cho miếng nhỏ đó nha Lo. Cái đùi nhỏ cho em miếng. Cảm ơn bà, con cảm ơn bà. Rồi, giờ còn anh Vinh nữa, một chú Vinh nữa. Dạ. Với ai nữa ta? Còn chú Vinh rồi. Yến. Yến rồi, Yến quản trời đó. Rồi, em cảm ơn chị nha chị Dung. Quý vị ơi, Tết rồi, quý vị nhớ mua lạp xưởng nha quý vị. Lạp xưởng từ 195.000 đến 225.000 một ký. Ngoài ra thì em còn bán phụ cho cô Lon hành phi hả? Hành phi, tỏi phi, dưa món và hành ngâm giấm hả? Kiểu giá rất là ưu đãi trong dịp cuối năm, năm mới nè cả nhà. Rồi, cảm ơn chị đã có lòng hảo tâm. Dạ. Xa xa kia thấy ông chú đang ngồi dưới hè chứ. Bạn trai ăn cơm chưa? Kéo bao tre lên, kéo bao tre lên giùm em đi. Tài xế em không có thấy rõ được. Dạ. Em đi đường xa tiếng em không có thấy rõ được. Bị
chị cái đeo khẩu trang vô. Dạ ở chợ. Dạ dạ. Khẩu trang vô à. Có cơ gửi cho chú 100.000 đi. Em ở chợ chứ không quen á. Dạ. Em còn nói thiệt, em không nói dốc. Tại dịch này ở chùa Tân Âm Miếu nè, chị dạ. Nghĩ làm rồi chứ không nói là em khám em chữa bệnh ở đó từ thiện á. Dạ. Con cảm ơn hai anh nha. Dạ dạ. Rồi gửi cho chị đây không? Chị đi ra nha. Còn không? Đi cũng làm vậy đó, trai đứa thì kỳ cục quá. Cái hàng ngày buổi chiều tối là chú ra đây hả? Coi dạ. Có ai có gì chú ăn hả chú? Dạ, 5-6 giờ rồi ngồi ở đây. Dạ, rồi. Dạ. Giờ có ai là con đưa người đó nha con nha. Đây đây. Đấy lấy một phần. Đấy em có 3 người, em kiếm người thứ tư không tới đâu. Em ngủ đây làm người lấy cho em rồi. Những người đòi á. Đây cho con nè. Ở đây là con, chỉ tặng nó 3 người. Còn đây là ai, chồng cô hả? Chồng đi làm rồi, đi làm như trai rồi. Dạ. Không tin á, nói anh lại khỏi viên viên không, không có nói mày đâu. Rồi rồi đó. Rồi còn đủ rồi đó. Đó thôi. Rồi gửi cổ phần nữa đi. Đây em á mà em xin đúng ba người à. Cứ xin em. Rồi cảm ơn gửi lấy nước. Cứ xin em. Xin đúng ba người à. Cứ dạ rồi ok à. Con. Nó bớt em cho là đúng có ba người à. Cứ xin em bớt vậy. Chứ muốn xin thêm nữa đâu có cho đâu, tại dành cho người khác nữa. Không phải, em chỉ ba người thôi. Anh không cho em cũng mua cơm nhiều khi người ta đói em cho lại. Dạ rồi. Em mới mua cơm hộp á. Anh hỏi ông Hợp mà anh á. Nhiều khi ông làm bảo vệ ông có nên bỏ vô 25.000 con cơm cho ông ăn á. Anh hỏi ông bảo vệ đó đó. Ở đây em không có tập bậy đâu anh. Dạ rồi ok chị nha. Ừ em làm cái trai không bao giờ tập bậy đâu. Rồi xa xa kia cũng thấy một cụ bà luôn rồi quý vị. Cụ ăn cơm không cụ? Ăn cơm không ạ? Ủa cụ làm gì cụ ngồi đây vậy? Ngồi xin đồ hả? Chứ sao không? Tuổi già không có con cháu lo mà ra đây ngồi khổ vậy cụ? Con cháu giờ đứa nào nó cũng có nuôi con nuôi cháu giờ còn dạ. Rồi chúc cụ ngon miệng nha. Dạ dạ. Đi phát từ thiện xong rồi dẫn ông thần đất này đi ăn bánh chèo cái gì ơi. Tới được chị Yến nãy bánh đang chèo cái gì.
không ai xuống cho nó đi ăn đi phát xong rồi ăn vậy đó. Quán này bán chè khá là ngon nha quý vị, đất nó ăn hai chén lận á. Có gì Phật.